Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Nam Nguyễn Tông Đơ. Trên video này thì Nam sẽ giới thiệu đến mọi người sơ bộ tổng hợp những cái mẫu tông đơ cạo trắng chân, hay còn gọi là tông đơ kẻ viền tato, dành cho các anh em tóc cũng như là dành cho mọi người sử dụng trong gia đình, mọi người cạo trắng chân, cạo lông chân, lông tay gì đấy. Thì đây là những cái mẫu tông đơ cạo nha. Nó có một cái đặc điểm chung giống nhau là lưỡi cắt. Lưỡi này nó đã thiết kế là cố định cho mọi người, nên mọi người chỉ việc cạo thôi, bật lên và dùng thôi, không cần phải di chuyển lưỡi nữa. Và cái lưỡi này thì khi mà mình cạo sát vào da ấy, cạo sát vào da kể cả da em bé thì nó sẽ không có gây tổn thương vì nó đã được mài chuốt và căn chỉnh rất là an toàn cho mọi người rồi, nên mọi người dùng cho những cái vùng da nhạy cảm ấy, thì nó cũng không có gây tổn thương nhé. Thì trên đây có rất là nhiều mẫu thì cơ bản là giống nhau, thì lưỡi đã được mài chuốt sát, và nó khác nhau một chút là về chất lượng, tùy theo cái giá thành mà nó có cái độ êm, độ sắc nét và cái chất liệu khác nhau. Nam sẽ đi từ những cái mẫu cơ bản đến nâng cao nhé. Đầu tiên mọi người thấy ở bên tay trái của mọi người, bên trái màn hình là cái mẫu toner Camay. Con này model của nó là Camay 2296. 2296 thì được mọi người sử dụng nhiều với vì giá thành nó rẻ, 299.000 là giá Nam báo là đã bao phí ship cho mọi người luôn rồi đấy. Đó. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó khá là kêu. Bác nào mà sử dụng muốn cái giá thành bình dân, giá rẻ thì chọn cái mẫu này thôi. Tuy nhiên là dùng trong gia đình thì nó hơi là kêu, nên là có một số bác không có thích cho lắm. Đối với anh em thợ mới học nghề thì chọn con này dùng khá là ok đó. Chắn viền thì sắc nét, lưỡi đã được mài chuốt, đó là tỉ mỉ rồi. Con này là giá thành là 299.000 nha mọi người. Hai cái mẫu này thì giống nhau. Mẫu Barber đây, con toner kẻ viền 2299 và cái con toner No 1. Hai bộ này thì giá nó đều là 350, 350 bao ship. Nó có một cái đặc điểm là nó có hai cái tốc độ cạo khá là êm, tốc độ nhẹ và tốc độ mạnh. Đó, cạo khá là êm. Tuy nhiên khác nhau giữa hai cái dòng toner này là con màu đen này thì lưỡi nó mỏng hơn, lưỡi nó mỏng, do đó mọi người cạo chắn thì nó sắc nét hơn. Đây, con màu đen thì lưỡi nó là được mài mỏng hơn cái con màu đỏ này. Đó. Một số anh em dùng cái mẫu màu đen này rất là thích, nó cũng có hai tốc độ giống nhau. Đó, tùy theo cái tay cầm của mọi người nhé. Tùy theo cái tay cầm mà mọi người chọn cái mẫu nào cho phù hợp. Thì trên video này thì Nam đã quay rất là chân thực rồi. Đó. Cái mẫu này thì nó nhỏ gọn, mà có thể sử dụng cá nhân này, mọi người sử dụng tốc độ nhẹ cũng được, tốc độ mạnh tùy ấy nha. Đó, hai cái con này là model 9220, còn con màu đen là model No 1, đều giá thành bằng nhau. Ở dưới này, dưới màn hình mọi người đang thấy một con tông đơ này thường thường có ở trên cái video shot này. Và tông đơ này anh em hay sử dụng để mà chắn viền, tạo kiểu tato cho các bé, vì cái độ thon nó giống như con D8 của Mỹ ấy. Hàng này là hàng nội địa Trung, dòng này giá thành cũng rẻ thôi, 350 bao ship cho mọi người. Con này thì dùng nó gọn, nó nhỏ gọn, cũng là giá 350, độ êm nó cũng vừa nha, độ êm nó cũng vừa, không có kêu lắm đó, không có kêu. Bữa thì làm rất là sắc nét. Trên video này chủ yếu Nam giới thiệu tổng quát nhé, tổng quát tất cả những cái hàng này, tất cả những cái sản phẩm này đều là hàng full box. Mọi người lấy thì có đầy đủ cái phụ kiện của nó, là gồm có sạc, sạc dầu máy và cọ vệ sinh. Có những cái cửa nhỏ nữa, có ba cái cửa nhỏ, cửa ly 1, 2, 3. Nhưng mà tông đơ chắn viền thì thường là mình không sử dụng đến những cái cửa canh độ dài đó. Tiếp theo là giới thiệu đến mọi người con tông đơ chắn viền của hãng ZAZ. Con này thì nó có các cái vạch báo phần trăm bên ở đây, từ 20, 40, 60, 80 đến 100. Đó, khi mọi người sạc thì nó cũng báo vạch phần trăm bên ở trên này nhé. Mình dùng đến bao nhiêu thì nó báo lên bấy nhiêu này. Con này thì thon gọn dài, tuy nhiên là khá kêu so với những con trước. Giá thành của nó là 300, bán là muốn dài. Con này thì làm mô phỏng theo cái dòng quan của Mỹ đấy mọi người. Đây. Bác nào muốn tông đơ dài dễ cầm thì lấy cho mình con này. Con này model là F30. F30 nhé mọi người, lưu ý 399 nghìn. Một cái con tông đơ ở trong cái phân khúc dưới 500.000, tông đơ chắn viền, đó là cái con tông đơ GM 751.
con này thì của hãng Zen, thiết kế rất là đẹp, khá đẹp, màu vàng gold. Nó có ưu điểm của nó là có cái màn hình báo phần trăm bên ở đây. Trên này là cái 65 này là tốc độ vòng quay là 65.000 vòng trên một phút, hoạt động khá là êm mọi người ạ. Đây bên đang đầy nó thể hiện là 100% này, rất là êm như này. Khi mọi người cạo đây, máy đang hoạt động cạo thì nó không có làm xây xước gì cả, rất là êm nha. Bác nào mà sử dụng cá nhân chịu khó, bác nào sử dụng cá nhân đấy thì dùng con này cũng rất là ngon. Modem là GM751 nha mọi người, giá thành là 450.000. Rồi tiếp theo nó sẽ giới thiệu lên những cái dòng cao cấp hơn, những cái dòng cao cấp ở trên này. Bên phải này là hàng Metasol duy nhất, có một bên kia có một con KMA đang để lên đây. Thì con này nó có cái ưu điểm là mọi người chỉnh được bốn cái tốc độ, bốn cái tốc độ ở đây. Tốc độ vòng quay của nó là từ cao nhất là 7.000 vòng trên một phút, mọi người có thể giảm xuống 6.500 và 5.500, hay từ nhẹ đến mạnh đều được. Tốc độ vòng quay và phần trăm bên thì nó đều thông báo. Con này là của hãng KMA, một số anh em cũng rất là yêu thích vì nhìn mặt sau thì nó màu trắng rất đẹp, nhưng mặt trên thì nó màu ghi nha, chứ không phải là trắng hoàn toàn. Con này bên em mài chuốt ok cho mọi người, giá thành 500.000 là bao ship luôn nha. Đó. Và tiếp theo là những cái dòng trẻ viền cao cấp dành cho những cái bác sử dụng cá nhân và những salon, barbershop cao cấp nha. Con tông đơ kẻ viền M1 cộng của hãng Medisol, con này giá thành là 550. Đó, tốc độ vòng quay của nó là 6.500 vòng. Đối với những cái dòng của hãng Medisol này thì lưỡi nó thiết kế ưu điểm là rất là êm, cực kỳ là êm luôn ạ. Tông đơ M1 cộng nha mọi người, cái lưỡi của nó thì thiết kế rất là êm này, nó không có làm xây xước da, và nó có hai cái nắp ở trên này, cũng có hai cái tốc độ và hoạt động rất là êm. Công suất của nó là tới 6.500 vòng trên một phút đấy. Tốc độ vòng quanh của nó hoạt động rất là êm, hầu như là mọi người không có nghe được cái tiếng ồn khó chịu luôn. Đây là tốc độ mạnh nhất của nó này, tốc độ vừa này, và âm thanh là rất là trung thực nha, âm thanh đang quay trực tiếp đó. Bác nào mà sử dụng cá nhân thì dùng con này rất là ngon này. Giá của nó là 550 nha mọi người, 550 bao phí ship cho mọi người, nhận hàng thì kiểm tra thoải mái. Và tiếp theo để giới thiệu đến mọi người một cái dòng tông đơ của hãng Medisol, tông đơ kẻ viền, đó là con tông M11. M11 thì nó thường đi cặp với tông đơ cắt M10. Nó không có cái cần gạt để chỉnh lưỡi nha mọi người, lưỡi của nó thì đã cố định cho mọi người luôn rồi. Đó, lưỡi cố định. Thiết kế thì nó như thế này, máy rất là khỏe. Con này kêu to hơn cái con tông đơ M1 hồi nãy, tốc độ vòng quay của nó lớn hơn, 7.200 vòng trên một phút. Tông đơ kẻ viền bên của nó là sử dụng 2.5 tiếng, nó có ghi ở phía sau này. Lưỡi cắt của nó thì rất là êm đó. Và con nào cũng vậy, mình sẽ cắt trực tiếp vào tay, không có làm xây xước da nha, kể cả mọi người đi sát cắt nhiều cũng không có xây xước, cạo sạch cạo trắng luôn. Con này 570.000. Rồi tiếp theo, không làm mất thời gian của mọi người thì em sẽ giới thiệu nốt ba cái dòng tông đơ cao cấp còn lại. Con này là con tông đơ M6, tông đơ kẻ viền M6. Lưỡi thì nó đã thiết kế như thế này, giống như là những cái con mà phát sau thì lưỡi nó thiết kế là nó tương tự nhau cả mọi người, lưỡi nó thiết kế tương tự nhau. Tương tự nhau, đều có những cái lò xo mà nó làm hình chữ nhật nha, bắt vít vào đây rất là êm, và nó không có sợ bị gãy, rất là chắc chắn. Con này thiết kế rất là tinh xảo, nó có cái móc ở phía sau này. Đấy, dùng phù hợp cho salon barber thôi. Giá của cái bộ này là 850.000 nha mọi người. Đây còn tông đơ M6 rất là đẹp, tốc độ vòng quay của nó là 7.200 vòng, công suất là 6.5W, là khỏe và đẹp nha. Thì tùy theo cái thiết kế nữa, giá thành là nó tùy theo cái thiết kế. Con này nó có cái đèn chỗ này. Tiếp theo là cái con R55S thì hàng cao cấp rồi, và giá thành thì nó cũng bằng con kia thôi. Đó. Con này thì thích hợp cho các bác sử dụng cạo ở nhà này, rất là êm luôn.
giá thành là 850 nha. Bác nào muốn dòng cao cấp thì cứ những cái dòng trên này mà dùng thôi. Đó, con này thì nó cũng có cái móc ở đây. Bác nào móc keo trong phòng tắm hoặc là móc keo trong tiệm barber rồi rút cái này ra đều dùng ok nha. Sử dụng 3 giờ liên tục. Đó, bên mỗi lần sạc này là dùng 3 giờ liên tục. Phụ kiện của nó thì có đầy đủ sạc đấy, mọi người yên tâm. Đây con này là cái con đắt nhất trong cái dòng toner chắn viền của hãng Maxon. Con này giá 1 triệu. Nó là dòng toner chắn viền M9, nó hoạt động rất là êm. Nó phụ kiện của nó khác những cái dòng kia là nó có cái cốc sạc đứng ở trên này để mình lấy cho mọi người xem. Đấy, phụ kiện của nó thì nó full hơn. Nó có cái đế này cho mọi người để lên để sạc này. Đế lên trên cái này để sạc đứng được này, rất là tiện lợi này. Đó, kèm theo dây ở đây. Và có một cái túc vít nữa, một cái lọ dầu máy. Đó, không có kèm cử nha. Này là tông cạo. Tông đơ cạo trắng cả viền nữa, nó không cần cử, cái bộ của nó full ở đây. Thì tông nào nó cũng có cái bộ phụ kiện full boss và hộp đầy đủ cả. Những con này thì nó có thêm cái đế sạc này. Đó, hàng cao cấp, con này giá 1 triệu cơ. Các bác cân nhắc lựa chọn để sử dụng nha. Lưu ý mọi người chọn cái modem nào thì nhắn đúng cái modem đó cho mình. Con này là con R con M9 này. M9 1 triệu này. Con R55S 850 này. Con M6 cũng vậy này. Con M11. M11 là 570, con M1 cộng là 550. Con Kemay 5027 là 500. À, những cái dòng này 300 này, Kemay 2299 300, còn ba cái dòng này 350. Modem là No 1, modem 920, modem là D8, modem F30 400 và modem JM751 450. Thì mình đã review sơ bộ những cái mẫu toner chắn viền cho mọi người xem rồi. Mọi người có đặt hàng bên shop mình thì liên hệ đến cái số điện thoại ở trên màn hình và mọi người sẽ được kiểm tra những cái sản phẩm mà mình đặt trước khi thanh toán. Mọi người test hàng đúng sản phẩm như mọi người đang xem thì mới lấy, và không đúng thì trả lại, không mất phí gì cả. Và video này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên like và đăng ký kênh để đón chờ những cái video tiếp theo ở trên shop Nam Nguyễn Toner nhé.